Mình đang đứng ở giữa cái khu giữa của cái trường Indian Spring. Thì nãy giờ mình đã đi dạo rồi và bây giờ mình Mike Admission Officer sẽ cho mình đi dạo một lần nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ với các bạn, đây là cái khu mà khu ở của sinh viên. Nó có hai khu ở, một khu dành cho nam, đây là khu dành cho nam, và bên khu kia là dành cho nữ. Thì tất cả có khoảng 40 đến 45 học sinh đang ở đây. Và mỗi cái khu như vậy thì có một cái hai cái nhà hai bên. Các bạn thấy không, cái nhà hai bên này đấy là cái nhà mà cho giáo viên ở, và hai cái nhà đấy nó nối trực tiếp với cái dorm, cho nên là người ta sẽ take care cho học sinh. Còn cái khu bên kia ấy, là cái khu mà cả một cái dãy nhà đấy, là mình thấy chút trước thôi, mình không muốn là quay lại đó nữa, bởi vì khu đó là khu tập gym và nhiều cái sân bóng thể thao phía sau đó nữa, chung là sân bóng đá, sân basketball các loại ABC. Thì bây giờ mình sẽ quay đi ngược trở lại, nhờ cậu đấy đi cho mình xem tất cả các phòng học một lần. Nói chung là các bạn sẽ thấy rất ấn tượng, một cái trường đầu tư như thế này cho chỉ có 320 học sinh thôi. Phòng đầu tiên là cái khu đầu tiên là cái khu Science Building. Vô đây nói chung là xem nó có cái gì, sau đó mình sẽ walk lại một vòng cái chỗ mà theater đấy. Cái khu này là cái khu chỉ dành cho biểu diễn thôi nha các bạn. Yeah, mình đang ở trong cái phòng gọi là phòng biology. Trong này nói chung là có rất nhiều, trong này có học sinh đang dọn dẹp này nọ, và rất nhiều cái hiện vật ở đây. Nhưng mà mình sẽ đi một vòng cái phòng biology này để các bạn xem. Đó, này nhiều thứ. Ồ, ở đây có người cả, có một cái đầu. Đó, đầu con hươu này, con này rất là bự luôn. Và xung quanh này thì người ta bài trí các hiện vật xung quanh phòng. Nói chung là từ cá các loại ABC, rồng tảo, và ở đây thậm chí là có những con rắn đó. Nói chung là tất cả những sinh vật ở đây đều có hết. Các bạn thấy nó rất là thực tế. Các bạn thấy ở đây nó có một cái greenhouse. Và greenhouse thông thường người ta để cho những làm những, nói chung là cho những cái cây nhỏ. Rồi phía bên kia này, phía bên đây nó có ngồi đây này, cái đoạn chỗ này này, cái đoạn phía sau cái xe này nó có một cái garden. Và các bạn thấy có những cái trắng thấy không? Cái khu đó là cái khu mà sinh viên sẽ trồng cây và thu hoạch cây. Bây giờ mình nhìn đây mình thấy rõ, mình thấy zoom lại cho các bạn thấy. Đó thì sinh viên sẽ học nói chung là thực vật các loại ABC thì nằm hết đó. Nói chung là vào cái khu art này thì đúng là nhìn nó rất là đủ thứ lộn xộn. Nó có vẻ có these students make themselves. Right? Yep, students all student work. Đây là những cái mà học sinh nó làm đây này. Trong này nó có có cả một cái khu đồ nghề để mà làm đồ gốm. Các bạn thấy không? Thì hồi nãy mình không quay cái phòng vẽ, nhưng mà nhìn, các bạn xem này, cái khu này nó nhìn ra cái khu phong cảnh thiên tình không? Là cái hồ nãy mình nói đó. Đây là nhìn hết ra những cái khu nó nhìn ra kính. Ở đây nó còn có cả luôn cái khu gọi là chơi đồ nghề, rồi các loại máy móc, rồi mình không hiểu được là nó đầu tư bao nhiêu tiền cho 320 học sinh để mà làm những cái này. Nhưng mà thật sự là mình cảm thấy là rất là ấn tượng, đúng là ấn tượng luôn, tân tập mọi thứ. Mà cái này thật ra là chỉ có một đoạn nhỏ thôi, nó còn nhiều cái phòng khác nữa, nhưng mà mình phải nói là quá là ấn tượng luôn. Và mình nói là cái phòng này thật ra các bạn nhìn nó rất là cũ, bởi vì cái tòa nhà này là cái tòa giống như là cái tòa đầu tiên của cái trường này nó thành lập năm 1952 nếu mình nhớ không lầm. Thì cách đây mấy năm nó bị một cái đợt lũ thực lục, cái là nó ngập cái chỗ này, bởi vì hồ nước nó dâng lên, cái khu này nó khá thấp, cho nên là cuối cùng là nó xây dựng lại cái mới. Thì đây là những cái mà sinh viên nó làm đây, gỗ đồ gốm, và trong này thì có một cái phòng đó là sơn sửa, sơn hết trong này lên. Tức là nói chung là mọi thứ đều, các bạn có thể hình dung là sinh viên nếu mà các em nó muốn làm thành một cái sản phẩm hoàn thiện thì nó hoàn toàn có thể làm được ở đây, nó hoàn toàn có thể enjoy ở chỗ này. Và nó có một cái khu nhỏ dành cho học sinh để in 3D. Đây là nói chung là có được 5 cái máy in 3D trong cái phòng này. Nhưng mà máy móc cũng khá là ổn ha. Máy này là máy nghĩ là HP. Đó. Giờ mình ra cái hồ, mình rất thích hồ. Ở đây có cá, rồi có cano, có loại ABC, có kayak. Ở đây thì sinh viên có thể chơi câu cá, thậm chí có thể bơi kayak ở đây, nhưng mà thông thường thì phải có sự cho phép của phụ huynh phải ký cái giấy đồng ý mới được. Mình không biết bên kia nó có một cái nhà một cái khu riêng, có lẽ là cái khu đấy thì
nó nói là cũng phụ thuộc vào trường, cũng là của trường luôn. Ở đây cũng có nhà riêng này. Và nó là hàng cái đặc biệt là khi mà trời ấm lên thì người ta sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động ngoài trời ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào thăm cái khu này. Cái khu này là cái khu dành cho biểu diễn nhạc và biểu diễn văn nghệ, thậm chí là nói chung là theater và concert ở đây. Các bạn vô thấy là nó đầu tư kiểu gì cho 320 học sinh thì mình không hiểu được, nhưng đại khái là cái cơ sở vật chất ở đây chỉ có cho 320 học sinh thôi, các bạn nhớ nha. Và nếu như con các bạn vào đại học thì con các bạn sẽ được hưởng tất tật những thứ này. Thì ở đây là student club, nhưng là ở cái phòng ở ngoài ở đây là student store, là học sinh nếu mà muốn buôn bán cái gì có thể làm, là buôn bán đêm mà lại hết đêm lại buôn bán. Còn đây là số cái sản phẩm mà học sinh làm được, ví dụ như hình ảnh hay là gì đó, vẽ các loại hay là thậm chí design, nhưng mà những sản phẩm đó thì được ở đây. Bây giờ mình sẽ vào thăm cái phòng nhé, phòng biểu diễn của tụi nó. Đây là cái phòng mà trường gặp nhau một tuần một lần, tất cả các sinh viên và giảng viên ở đây. Ở đây nó có sức chứa là khoảng 400, có 2 tầng, tầng này và tầng trên nữa. Và theo như lời giới thiệu là hàng tuần người ta tập trung ở đây không để sinh hoạt và nói chung là cập nhật những cái thông tin liên quan đến Alabama hay là những cái gì đó mà người ta có thể, giáo viên có thể cho rằng nó thích thú với học sinh. Bên cạnh cái phòng bên kia tập trung thì bên này nó có một cái phòng theater riêng. Mình thấy nó có hai cái phòng theater nhé, cái phòng này là phòng biểu diễn, còn cái phòng bên cạnh đó, nó có cái phòng bên cạnh nữa là cái phòng dùng chỉ để coi như là tập thôi. Cho nên là nói chung là cái trường này nó thật sự đầu tư rất là nhiều. Và các bạn biết ở trường này có hai tiến sĩ dạy về music nha, cho nên là và một trong những người mà dạy theater và dạy chơi trống hay là nhạc bên kia thì tí có bạn qua sẽ thấy là những người họ, nói chung là họ có một cái hoạt động không chỉ là ở trường mà nói chung là còn nhiều ở ngoài nữa. Đây là một trong những phòng nha, một trong những phòng học nhạc đó, các bạn thấy đầy đủ đồ nghề. Ông thầy này là ông thầy dạy nhạc, và ông là director của chương trình ở đây, ông chơi các loại nhạc cụ và ông là người tay trống rất là ok. Thì đây là mình nói đây chỉ là một phòng thôi, học sinh ngồi cái chuyện học ở đây là có đủ đồ nghề để mà coi như là record video rồi record những bài hát của mình, tất cả mọi thứ đều có hết, nói chung là nó không thiếu một cái gì, thì giống như cái như vậy. Bây giờ là mình sẽ đi vòng qua cái khu các lớp học. Hiện trong các lớp học ở đây nó thiết kế như thế này, và các bạn biết là như nãy mình nói là các trường nó bị cái trường một dạo nó bị ngập ấy, bây giờ là nó xây lên khá là cao. Và cái hệ thống lớp học này là được xây dựng bởi một nhóm kiến trúc sư ở Texas, và năm 2017 là nó được giải thưởng về thiết kế ở Texas. Thì dùng ở đây là các phòng học, nó phân khu ra phòng học social science, phòng học math với science thì nó phân khu riêng, và mỗi khu này thì giáo viên có mặt ở đây từ 8 giờ đến 4 giờ. Họ dạy thì thông thường là lớp thì từ 8 giờ đến 2 giờ, 2 rưỡi thôi, nhưng mà giáo viên ở đây phải có mặt từ 4 đến 4 giờ. Ở bên kia là cái hồ, ở đây là một cái view mình cho rằng rất là đẹp, một cái chỗ mình nghĩ là đẹp nhất ở trong trường. Khu sinh viên này đến ra đây ngồi học, sau đó nhìn ra view ở ngoài thiên nhiên, các bạn thấy không? Khu này học. Đó. Ở library thì nó có một khu riêng, ở trong này là library rồi. Ở trong đó nó có rất là hay ở chỗ là nó có một cái khu ok open như thế này. Nhưng mà nếu như các bạn muốn vào trong ấy, bạn muốn có một không gian yên tĩnh thì nó lại có riêng cái phòng yên tĩnh riêng cho các bạn. Tức là có một cái phòng mà kín mít luôn. Đó, bây giờ mình sẽ chọn vô để các bạn xem. Đây là cái library ở trong. Thì nó có những phòng yên tĩnh như thế này cho mình ngồi đọc sách. Còn ai mà thích như là như thế, ra ngoài open thì nó có lên open như thế này. Đó. Ít nhất ở đây mình thấy là ít nhất có bốn cái phòng riêng để cho có thể ngồi yên người yên tĩnh. Thực sự là mình cảm thấy ấn tượng ở đây người ta care cho sinh viên rất là nhiều. Mình không biết trên kia nó có cái gì, nhưng có lẽ nó cũng là phòng đọc sách. Bây giờ mình tiếp tục đi vòng nữa. Cái khu này nói chung là cũng tất cả các phòng học thôi, và các bạn thấy nó thiết kế mình đảm bảo cái khu này khi mà đây là mùa đông nhé, ít bữa nữa mà khi mà nó xuân lên rồi á, khu này nó xanh nó đẹp vô cùng luôn, nhìn đâu thấy đẹp chứ. Ra nhìn ra hồ nước đó. Khu library. Mình cũng nói các bạn là cái trường này nhé, trường này nó là số 1 Alabama, số 1 rất nhiều thứ. Và thông thường thì các cái trường á thì có dẫn sinh viên của mình đến các trường đại học để mà xem và tuyển sinh, nhưng mà trường này thì hàng năm là người ta tổ chức
cho các cái trường khác đến tuyển sinh. Ví dụ như là tuyển sinh trường Cornell, rồi Yale, rồi là Emory, các loại ABC. Nếu trong cái danh sách các bạn thấy trên cái Knight, thì trường trong alumni của trường này, cựu sinh viên trường này thì những người đang học ở những trường đó và thậm chí cả Stanford. Và đây là một cái phòng học cơ bản là nó khá là giống nhau ở trường. Thì hôm nay thì nó tùy theo lớp, nó có trung bình khoảng tầm 10 đến 14 sinh viên, nhưng mà có những cái lớp học thì nó có thể có nhiều hơn, nếu như mà ví dụ như lớp science chẳng hạn. Đó, thì như này, ở đây thì những ghế này rất là thuận tiện để mà có thể di chuyển hoặc làm group. Và ở đây các bạn thấy phòng này nó có một cái phòng nhỏ bên cạnh nữa. Phòng này nó gọi là inspiration room. Nếu như mà cần phải làm việc riêng hay là gì đó thì các bạn có thể nhảy qua cái phòng này. Và đây nó có một cái rất là limited, chỉ có 1-2 người, 3 người gì đó có thể ngồi đây làm việc với nhau. Các bạn thấy không? Tức là nó có rất nhiều cái gọi là space cho học sinh với nhau. Hoặc là một trong những điều mà phụ huynh quan tâm đó là cái restroom, đúng không? Và thật sự nó là một cái chỗ của mình cũng quan tâm nha các bạn. Mỗi khi mà bạn đến một chỗ nào đấy thì bạn sẽ nghĩ đến cái restroom. Nếu một cái restroom nó thực sự sạch sẽ thì bạn sẽ thấy cực kỳ. Đây là nó hoàn toàn tự động hết nha, mình vô. Nói chung là cái đó thì rất là đơn giản. Và các bạn nhìn thấy nó rất là sạch sẽ nha các bạn. Và hoàn toàn tự động hết. Nói chung là những hệ thống này thật ra lắp không có bao nhiêu tiền hết đó. Nhưng mà ý mình nói là người ta care, người ta quan tâm đến học sinh, quan tâm đến cái đời sống xung quanh, và cái restroom là một những cái rất là quan trọng. Bây giờ mình quay lại ở trước trường, và các bạn thấy ở phía trước kia là cái nhà dành cho hiệu trưởng. Nhưng mà mình cũng khá là bất ngờ, mình chưa thấy một cái trường nào mà có nhà cho hiệu trưởng. Tất cả những trường đại học ấy, thông thường nó sẽ có nhà cho hiệu trưởng. Bởi vì hiệu trưởng thì có thể không phải là từ trường mà lên mà từ nơi khác, cho nên lúc nào là những trường đại học nó cũng đều có nhà. Nhưng mà trường này là trường phổ thông mà nó vẫn có nhà cho hiệu trưởng riêng. Và bên cạnh đó thì các bạn thấy xung quanh này nó còn rất nhiều cái nhà khác, ví dụ như ở phía xa kia. Tất cả những nhà đó là nó nằm trong campus và nó là nơi ở của những người, của nhân viên hoặc là giáo viên ở trong trường. Có những người, một số người ở đây người ta kể là có một, hồi nãy mình gặp một ông làm việc ở đây 41 năm. Đó, các bạn thấy là người ta yêu cái trường này như nào. Ok, cuối cùng thì mình quay lại cái gọi là cái campus, gọi là cái main campus. Thật ra nó là một cái nhà, cái dãy rất là vừa phải, rất là nhỏ nhắn so với các cái phòng học. Tức là cái office thì nó nhỏ so với các trường học, các cái phòng học. Đây là cái Indian Spring School. Các bạn nhớ nhé, đây là cái trường số 1 Alabama về College Preparation. Điểm SAT trung bình là 1400 và ACT là 31. Và nó còn nhiều cái thứ khác nữa mà các bạn có thể explore ở trong cái trường này. Và nói chung mình thật sự là mình rất ấn tượng về những cái facility ở đây, những cơ sở vật chất ở đây chỉ dành cho 320 học sinh thôi. Mình coi như đã hoàn thành cái chuyến thăm đến trường Indian Springs ở Alabama. Thì mình muốn quay lại một lần nữa để các bạn thấy cái khung cảnh. Bây giờ nó hơi điều hiu nhưng mà mình đảm bảo các bạn là trong một thời gian nữa khi mà nó ấm lên thì nó sẽ đẹp vô cùng. Và nhá, cảm ơn các bạn đã xem cái video và mình rất là hy vọng là có thể làm việc với phụ huynh. Một thông tin cuối cùng mà mình muốn nói đó là về cái financial aid, tức là hình thức xin học bổng ấy. Thì mình vừa nói chuyện với người phụ trách cái đó thì họ hướng dẫn mình cái cách để xin financial aid, và họ nói rằng là ở trường này người ta cơ bản là người ta vẫn cái full pay là 61.000, nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận nếu như sinh viên rất là tốt và sinh viên rất là fit với trường, người ta có thể cho học bổng khá là nhiều. Nói chung là ông nói là đến mức khoảng từ thậm chí là chỉ cần trả 25 đến 30 nghìn, nhưng mà nói chung cái đấy nó tùy thuộc rất nhiều vào cái đứa học trò và interview, điểm này nọ, mọi thứ ABC. Nhưng mà nói chung mà nó có một cái giới hạn nhất định để cho mình vẫn có thể xin được financial aid, nhưng mà điều đó không phải là hứa hẹn hay chắc chắn gì cả, nhưng mà nó có cái chuyện đấy. Vậy nên là nếu phụ huynh nào quan tâm thì hãy liên hệ với Hòa nhé. Mình sẽ hỗ trợ phụ huynh trong những cái chuyện nộp vào trường, phỏng vấn các loại ABC và xin học bổng. Bye.